Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Tát Dã do Đam Mỹ Tường Truyện thực hiện, chương 143. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tưởng Thừa suốt cả đêm, mắt ngay cả một giây cũng không nhắm lại, cùng Cố Phi chụp trời sao, chụp đủ các loài hình bóng trong đêm tối mờ, mang theo ánh sáng, sau đó cùng nằm trên đỉnh đồi dốc cỏ ngắm sao. Nửa đêm quá lạnh chịu không được, hai người lại trở về lều rồi mặc vào túi ngủ, từ trong lều thì thò đầu ra, ngắm sao, ngắm trăng, mãi cho tới khi chân trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng, Cố Phi khiêng máy móc lại bỏ ra lắp ráp. Có thể chụp tới sao? Tưởng Thừa đi theo phía sau. Có thể. Cố Phi xoay người nhìn qua màn hình. Chụp một cái lòng đỏ trứng lớn cho cậu xem. Chụp một hồi tôi mấy tấm đi, Tưởng Thừa nói. Ừ, Cố Phi nói. Lát nữa cậu tới đối diện sườn núi bên kia nhảy đi. Vừa vặn có thể lấy mặt trời làm nền. Làm sao nhảy? Tưởng Thừa hỏi. Hai chân nhảy cách mặt đất càng cao càng tốt, Cố Phi cười. Được, Tưởng Thừa xoa xoa tay, đổi nón áo khoác lên. Mặc dù đã tháng 5, nhưng lúc này mặt trời mọc vẫn là cóng đến làm cho người ta không có cách nào chịu đựng. Cũng may là mang theo áo khoác dày. Mặt trời mọc là một trong những cảnh tượng có thể khiến lòng người phấn khích nhất. Tưởng Thừa nhìn chằm chằm chân trời ánh sáng. Khi nhìn thấy một vòng sắc vàng không lóa mắt lộ ra, cậu nhìn không được kêu lên. Ra rồi, mặt trời công công. Mèo Thừa Thừa sắp nở hoa rồi nha, Cố Phi cười. Thật rất giống trứng gà vàng. Tưởng Thừa nhìn chằm chằm một chút. Xíu từ trên đường chân trời thẳng lên mặt trời. Bây giờ còn có thể nhìn đây, lát nữa liền sẽ mù mắt. Ừ, Cố Phi ấn vào nút chụp vừa nói. Lát nữa tôi kêu cậu qua thì cậu chạy qua nhé. Phải nhanh, chỉ 2 phút này, qua sẽ không chụp được nữa. Được, Tưởng Thừa bắt đầu nhảy tại chỗ, vùng mạnh cánh tay, duỗi căng thẳng, lại hoạt động cơ thể có chút đông cứng. Khi mặt trời sắp toàn bộ ra đường chân trời, Cố Phi hô, đi. Tưởng Thừa lao dốc cỏ, một đường chạy vội trên đỉnh dốc đối diện, sau đó cũng bất chấp tất cả liền bắt đầu nhảy, nhảy lên vung cánh tay, nhảy lên làm thành chữ X lớn, nhảy lên căng thẳng, dày và một hồi, sau lưng cậu mồ hôi cũng chảy ra. Khi mặt trời bắt đầu trắng, Cố Phi nâng người cua cánh tay với cậu. Cậu lại chạy xuống dốc cỏ, suốt đường vừa chạy vừa nhảy trở về bên Cố Phi, ôm cậu ta hôn một cái. Chào buổi sáng Cố Phi. Chào buổi sáng Thừa ca, Cố Phi cười. Lúc thu dọn đồ đạc trở về, đúng là gặp không ít người xem mặt trời mọc trở về. Chỉ quét mắt một vòng cũng không chỉ 10 mấy người. Theo mật độ này phải có tới hơn 100 người. Không biết là buổi sáng mới đi ra ngoài, hay là giống như thứ hai cậu, hôm qua cả hai đêm đều phóng đáng ở bên ngoài. Thật nhiều người, Tưởng Thừa cảm thán một câu. Cho nên mới nói cậu đừng kêu quá lớn, Cố Phi nói. Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói chuyện. Cậu nói xem tôi có phải nói rất có lý không? Cố Phi nói. Phải. Tưởng Thừa cũng gật đầu. Khi trở lại nhà bạt, Cố Miếu đang đứng ở cửa ra vào cùng bạn gái của Trương Tề đánh răng. Các cậu đi xem mặt trời mọc hả? Cô hỏi. Ừ, Tưởng Thừa gật đầu. Các cậu không đi hả? Đồng hồ báo thức, kết quả lại không dậy được. Cô ngậm bàn chải đánh răng thở dài. Một đám người đều đi, chỉ 2 tụi tôi không đi. Triệu Kha còn gọi điện nữa nhưng cũng không nghe thấy. Trưa ngày mai mới trở về, buổi sáng còn có cơ hội, Cố Phi nói. Cảm thấy có lẽ vẫn sẽ dậy không nổi, tôi cũng từ bỏ thôi. Vẻ mặt cô buồn rầu. Cố Miếu rửa mặt xong, mấy người bọn cậu cùng nhau ăn điểm tâm, ngồi xuống rồi mới nhìn thấy mọi người. Phan Trí cả mặt chưa tỉnh ngủ đi tới bên cạnh, còn có cô gái xinh đẹp kia. Sao? Tụi tôi không thấy các cậu, Tưởng Thừa hỏi Phan Trí. Ông nội, Phan Trí ngồi bên cạnh cậu thấp giọng nói. Đừng nói những lời dối trá như vậy, ai biết hai cậu cả đêm qua trốn ở trong ổ cỏ nào phóng đáng, có thể thấy mới là lạ. Địch, Tưởng Thừa cười lên. Tiết mục trò chuyện chơi Trương Tề sắp xếp cho mọi người rất phong phú. Cả ngày hôm nay hoàn toàn không có nhàn rỗi. Xem xong những cảnh đẹp rồi thì chính là hạng mục trọng điểm. Ngày hôm nay trượt cỏ. Mặc dù đêm qua một đêm 8 người đều không ngủ chút nào, nhưng khi cùng đi chơi thế mà không có ai than mệt mỏi, lúc trượt cỏ vẫn là như cũ, hào hứng tăng vọt. Cố Miếu chơi cái gì cũng không quan tâm, chỉ là có ngựa là được. Có điều khi đến chỗ trượt cỏ, ánh mắt cô bé đều sáng lên. Người chơi trượt cỏ không ít, nhưng du khách thường là ngồi trên ván trượt xuống, còn đường trượt khác thì có như là có dế. Trang bị như trượt tuyết, Cố Miếu không có hứng thú ngồi trên ván để trượt xuống, trượt hai chuyến này không chịu đi nữa, chấp nhất chỉ vào đường trượt bên kia có giày trượt và gậy. Nhìn Miếu, cái đó anh hai không có cách nào chơi với em, anh hai sẽ không đi, Cố Phi nói. Cố Miếu quay đầu nhìn Tưởng Thừa. Anh, Tưởng Thừa do dự một chút, cậu đúng là biết chơi ván trượt nhưng muốn trượt cỏ như thế này cậu đúng là không yên lòng. Cố Miếu liền giống như bị điểm huyệt chỉ về bên kia bất động, hai người bọn họ đành phải dẫn cô bé qua hỏi thăm một chút, thế mà cũng có đường trượt cho trẻ em. Vậy để con bé trượt đi, Cố Phi nhẹ nhàng thở ra, cũng không dễ dàng gì mới đi chơi một lần, để con bé chơi cho thật đá. Huấn luyện viên dẫn Cố Miếu đến đường trượt ngắn nhất, thấp nhất bắt đầu ở bên kia. Khi đang dạy cô bé tư thế cơ bản, Cố Miếu ôm cánh tay, mặt không thay đổi nhìn anh ta. Cô bạn nhỏ, em nghe hiểu không? Huấn luyện viên đành phải hỏi một câu. Nào, em học tư thế của anh. Cố Miếu hơi không kiên nhẫn đứng ở đỉnh đường trượt bày ra tư thế chuẩn bị xuất phát. Đúng, rất tốt, cực kỳ chuẩn. Huấn luyện viên nói, sau đó là... Không chờ anh ta nói xong, thân thể của Cố Miếu đã nghiêng về trước trượt ra ngoài. Miệng huấn luyện viên mở rộng cũng không kịp kêu lên tiếng gì. Cô bé đã tuột đến phía bên dưới rồi ngừng lại, quay đầu lại rất đắc ý nhìn bọn họ. Thật ngại quá, cô Phi lập tức xin lỗi huấn luyện viên. Em gái tôi khá gấp gáp. Con bé biết trượt hả? Huấn luyện viên nhìn Cố Miếu. Chưa từng trượt, chỉ toàn chơi trượt ván. Cố Phi nói cân bằng gì đó của con bé cũng không có vấn đề gì. Tôi còn tưởng con bé đeo ván trượt trên lưng là trang trí đấy. Huấn luyện viên cười. Vậy xem ra là một cao thủ trượt ván. Cũng tạm được, Cố Phi cười tươi. Sau khi Cố Miếu trượt mấy chuyến liền được đổi đường trượt góc độ dốc hơn một chút ở bên cạnh. Khi tất cả mọi người chơi mệt rồi, đang ngồi ở khu nghỉ ngơi ăn chút đồ, Cố Miếu còn vẫn đang chơi không biết mệt. Huấn luyện viên phụ trách đường trượt bên đó cũng chịu không được. Cô bạn nhỏ nên nghỉ ngơi rồi. Để tôi kêu con bé về, Cố Phi thở dài. Từ nơi trượt cỏ trở về, trời đã có chút đen. Chơi mấy tiếng đồng hồ, khi cả đám người trở lại sân nông gia thì rốt cuộc cũng thay đổi thành dáng vẻ mệt mỏi gần chết. Ban đêm đợt tiệc tối cũng không tham gia, ăn xong liền trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cố Miếu vẫn như cũ là lên giường ngã đầu liền ngủ. Tưởng Thừa nằm ở một bên khác nhắm mắt lại. Này, chân tôi thực sự mỏi nhức, sao Cố Miếu chơi lâu như vậy vẫn được vậy? Cậu không thấy con bé mỗi ngày ở bên ngoài chơi bao lâu hả? Với lại dù sao đêm qua... Cố Phi nói. Im miệng đi, Tưởng Thừa nói. Cố Phi cười. Tới quầy bán quà vặt xem thử. Hả? Xem cái gì? Tưởng Thừa hỏi. Mua một chút đồ kỷ niệm đặc sản gì đó, Cố Phi nói. Mang về tặng người ta. Mua ở đây đắt lắm, Tưởng Thừa nói. Cũng không mua nhiều, chủ yếu là lần đầu tiên tôi ra ngoài chơi thế này. Cố Phi cười. Tôi cũng muốn kỷ niệm một chút, mặc kệ giá tiền đi. Tôi cũng đi. Tưởng Thừa ngồi dậy. Tôi mua chút gì đó tặng cậu, xem như tín vật đính ước. Con đường ngập tràn kỷ niệm hàng du lịch toàn Trung Quốc, có lẽ đều không khác nhau là mấy. Tưởng Thừa và Cố Phi trong siêu thị nhỏ tròn nửa ngày mới xem như là được vài thứ đặc sắc. Cậu mua một đôi nhẫn nhỏ không biết là thật hay giả, dù sao thì nó ghi là xương cốt mài ra. Cái hai vòng đơn giản, bình thường, chắc cũng không đeo nhiều, chỉ có thể nhớ đến hai ngày này. Trở về phòng, Tưởng Thừa đeo chiếc nhẫn lên ngói áp út của Cố Phi. Cũng được, không tới nỗi nào. Ừ, Cố Phi cũng đeo chiếc còn lại lên ngón áp út của cậu. Sau này có tiền sẽ mua nhẫn cao cấp. Cũng chỉ là hình thức, Tưởng Thừa nói. Thật ra hai chúng ta cũng không cần loại hình thức này. Sớm buộc cùng một chỗ rồi đúng không? Cố Phi nói. Ừ, Tưởng Thừa gật đầu. Có một người muốn chạy nhưng chạy không thành công. Thừa cá, tôi sai rồi, Cố Phi cười nói, sau này sẽ không chạy nữa. Ngày nghỉ quốc tế lao động cảm giác cứ như chớp mắt một cái, dù sao cũng gần như là ngày nghỉ 2 ngày bình thường, chơi đến mệt mỏi tinh lực, một đám người trở về xe ngay lập tức, cả sức lực nói chuyện cũng không có, trạng thái thống nhất đều là đi ngủ. Tưởng Thừa ngược lại là ngủ không được, một mực tựa lên người của Cố Phi, nhìn ngoài cửa sổ xe phóng cảnh lướt qua nhanh chóng. Buổi tối hôm nay hẹn Hứa Hành Chi gặp mặt, buổi sáng ngày mai Hứa Hành Chi thay bọn cậu hẹn gia sư gặp mặt Cố Miếu, xem thử trị liệu hiệu quả. Khoảng thời gian này và hẹn thời gian lần sau dẫn Cố Miếu tới. Chiều ngày mai cậu ta liền phải trở về. Ngẫm lại thời gian trôi qua có chút quá nhanh, nhưng cảm giác gặp mặt 3 ngày lại không giống như trước đây. Có lẽ bởi vì là lần đầu tiên cùng đi du lịch như thế này, có lẽ là bởi vì tôi yêu cậu. Lần này khi Tưởng Thừa nghĩ tới Cố Phi sắp phải rời khỏi, đã không còn có hoảng hốt và không nỡ trước đây. Nghỉ hè không còn bao xa, chẳng mấy chốc sẽ đến. Cảm giác ổn định này khiến người ta không dễ dàng đau lòng bởi biệt ly, bởi vì căn bản không có biệt ly. Có điều buổi tối sau khi gặp Hứa Hành Chi, hai cậu ngồi cạnh bàn nhà Phan Trí tranh thủ từng giây để giải đề. Vẫn là Tưởng Thừa làm sao cũng không nghĩ tới. Hai cậu có phải là có bệnh không? Phan Trí ngồi trên ghế salon vẻ mặt cạn lời. Tháng sau thi rồi. Tưởng Thừa vừa xem bài viết tiếng Anh của Cố Phi vừa nói, tốt nhất qua luôn vào lần này, nếu không cứ kẹt không qua cấp 4 rất là phiền phức. Tôi không sợ phiền. Phan Trí quẹt trên điện thoại, sau đó giơ màn hình lên về phía hai cậu. Hai cậu giúp tôi xem thử tấm hình này thế nào. Rất đẹp trai, Cố Phi nói. Vậy tấm này đi, nói thật, Cố Phi cậu chụp hình đúng là rất đẹp. Phan Trí nói, chỉ có hình cậu chụp tôi mới có cảm giác đẹp trai ra, một độ cao mới. Muốn gửi hình cho cô gái đó hả? Tưởng Thừa hỏi. Ừ, Phan Trí gật đầu. Sau đó cuối tuần hẹn ăn cơm gì đấy. Tưởng Thừa chậc một tiếng, cũng coi như là duyên phận đi. Trường của cô gái xinh đẹp đó cách trường của Phan Trí chỉ 1 trạm. Ngày thứ hai, Tưởng Thừa không cùng Cố Phi đi gặp gia sư của Hứa Hành Chi. Về trường học thu dọn một chút, sau đó nằm trên giường đợi Cố Phi tới nhà ga, rồi thì thông báo cho mình. Nếu như trước đây lúc này cậu chắc chắn sẽ theo sát một tấc cũng không rời. Cho dù cậu ta và Hứa Hành Chi ở trên lầu, bản thân cũng sẽ ngồi dưới lầu để chờ. Cậu cũng không nghĩ tới mình sẽ chấn định tâm an như thế này, nằm trên giường ký túc xá đợi điện thoại. Thành lão phu rồi. Cậu trở mình, cầm bình thủy tinh hoa hồng nhỏ của Cố Phi lên, đặt ngược lại nhìn cả buổi. Nếu thật sự nhanh như vậy liền thành lão phu và lão phụ, cậu vẫn là không chịu phục. Hai cậu tuổi tác cộng lại cũng còn đang lúc tráng niên, lão phu cái gì, còn có thể giá chiến đấy. Cậu xoay người nằm ngang, để bình thủy tinh trước mắt, nhìn cánh hoa hồng chậm rãi chuyển động ở bên trong. Lúc giá chiến còn rất kích tình đấy, nếu không phải là quá lạnh, chiến 10 lần, 8 lần không thành vấn đề. Lão phu cái gì, có lẽ là nghĩ đến loại cảnh tượng này, cậu có chút hưng phấn. Bình thủy tinh trong tay vẫn nắm vững, rất ổn định, đập vào chóp mũi của cậu. Cậu bùm mũi, cắn răng một lúc mới nhỏ giọng mắng. Địch. Khi nhận điện thoại của Cố Phi rồi chạy đến cổng trường học, xe Hứa Hành Chi đã dừng ở chỗ ấy chờ. Anh còn đưa tụi em đi. Tưởng Thừa lên xe. Thật ngại quá. Hành lý rất nặng, đi tàu ngầm còn phải kéo theo. Hứa Hành Chi cười. Đợi các cậu qua tôi liền đi, lát nữa tôi còn phải chạy về trường học. Đã hẹn lần sau lúc nào tới rồi sao? Tưởng Thừa hỏi. Nghỉ hè, Cố Phi nói. Có lẽ thời gian dài một chút để nhịp miếu hệ thống lại tập huấn luyện một chút. Ừ, Tưởng Thừa nhìn không được, sương khóe mắt lên. Đến lúc đó sớm tìm một phòng thuê ngắn hạn đi. Hứa Hành Chi nói. Nếu tìm không thấy tôi có thể giúp các cậu hỏi một chút. Chắc là có thể tìm thấy. Tưởng Thừa vẫn khống chế không nổi gương khóe miệng lên. Chỗ của Phan Trí hình như là có, tôi kêu cậu ta hỏi thử trước. Cố Phi nhẹ gật đầu không nói chuyện rồi nhìn cậu. Tưởng Thừa quét mắt rồi nhìn cậu ta. Sao rồi? Không có gì. Khóe miệng của Cố Phi nhẹ nói. Hứa Hành Chi đưa hai người ném đến nhà ga rồi đi. Hai người vẫn là theo cách thức trước đây. Cố Phi cầm hành lý, Tưởng Thừa bế Cố Miếu đi vào. Mặc dù Cố Miếu không có thét lên, nhưng hai ngày nay lưu lượng khách ở nhà ga chính là cao điểm. Có lẽ dòng người đông đúc khiến cô bé vô cùng căng thẳng. Khi Tưởng Thừa bế cô bé lên, một cánh tay của Cố Miếu cố siết Tưởng Thừa. Tưởng Thừa xém chút nữa hít không nổi không khí. Một cô nhóc, cậu và Cố Phi nhanh chân đi vào trong trạm cửa, hoàn toàn không có trạng thái có thể đi chậm bao nhiêu, liền đi chậm bấy nhiêu như mọi lần đưa Cố Phi đi tới, cũng sắp khởi hành rồi. Sức lực lớn như thế, lớn lên chút nữa đánh nhau chắc không lại con bé. Đừng có đánh nhau, con bé đánh nhau mảng cũng không muốn nữa. Cố Phi thở dài, cũng may trước giờ không có khuynh hướng bạo lực. Tưởng Thừa nhớ tới dáng vẻ lúc trước của Cố Miếu trượt ván qua đầu người ta, đúng là khiến người khác một trận hoảng sợ. Đi vào cửa trạm, hai người cũng không dừng lại nhiều. Vào đi, Tưởng Thừa nói, vào rồi nhắn tin cho tôi. Ừ, Cố Phi đáp, cậu một hồi nhớ kỹ đi ăn chút gì đi. Quên không được, Tưởng Thừa sờ bụng. Nhìn Miếu, chúng ta vào. Cố Phi xoay người nói với Cố Miếu, tạm biệt Thừa ca đi. Cố Miếu vẫn căng thẳng, nắm thật chặt tay Cố Phi không có phản ứng. Vào đi, đừng có tạm biệt gì nữa. Tưởng Thừa có chút lo lắng đẩy cậu ta. Cố Phi kéo Nhị Miếu bước đi nhanh vào con đường trạm. Tưởng Thừa đứng qua bên cạnh, nhìn bóng lưng hai người. Cố Miếu rất căng thẳng, dán chặt bên chân của Cố Phi, cúi đầu đi về phía trước. Nhìn qua rất làm người ta đau lòng, lại có chút buồn cười. Tưởng Thừa thở dài. Cố Phi vừa đi vừa quay đầu lại. Tưởng Thừa lập tức đưa tay gua gua. Đi nhanh đi. Cố Phi cười, làm ra một dấu môi hôn với cậu. Tưởng Thừa cấp tốc cũng đáp lại như vậy. Cố Phi lúc này mới lại kéo Cố Miếu quay đầu tiến vào. Tưởng Thừa xem giờ nhắn tin cho Triệu Kha, nhờ cậu ta chiếm giúp chỗ ngồi. Buổi chiều cậu có môn, lúc này phải nhanh trở về, ăn chút gì lên tới phòng học. Lúc đã xuống tàu ngầm, Cố Phi cũng không có gửi tin nhắn tới. Cậu lấy di động ra, chuẩn bị gọi hỏi một chút. Lẽ ra lúc này xe đã chạy rồi. Vừa muốn quay số, điện thoại đã vang lên, là lời mời video call của Cố Phi. Cậu ngẩn người nhấn kết nối. Màn hình lag 2 giây rồi mới hiện lên. Nhưng không chờ cậu rõ thấy mặt, ở phía người trên trước hết đã thấy nghe tiếng thét chói tai của Cố Miếu. Sao vậy, Nhị Miếu? Cậu nhanh chóng để camera ngay mặt mình. Nhị Miếu. Trên màn hình là Cố Miếu nhíu mày thét chói tai. Bên cạnh là Cố Phi. Bối cảnh nhìn không giống như trong xe. Cậu thấy được đằng sau còn có một nhân viên tàu lửa. Đây là ở đâu vậy? Tưởng Thừa hỏi. Sao vậy? Phòng trực ban, Cố Phi nói. Xe vừa chạy đột nhiên liền. Nhị Miếu, xem Thừa ca kìa. Thấy Thừa ca không? Ánh mắt Cố Miếu luôn có chút lơ lửng không cố định. Nghe được câu nói này của Cố Phi, liền rơi xuống trên màn hình di động, nhưng vẫn là thét lên không ngừng. Nhị Miếu. Tưởng Thừa nhanh chóng thay đổi khuôn mặt tươi cười. Anh là Thừa ca đây, em có thấy anh không? Có thể nghe anh nói chuyện không? Sau khi Cố Miếu nhìn màn hình hét lên một hồi, âm thanh chậm rãi thấp xuống. Nhị Miếu. Tưởng Thừa phất phất tay. Cố Miếu trừng mắt nhìn cậu. Ngay lúc Tưởng Thừa muốn lại mở miệng nói điều gì đó, cô bé phát ra một tiếng rất nhẹ. Thừa ca. Một tiếng Thừa ca này của Cố Miếu vô cùng nhỏ, phảng phất như một con muỗi, nhưng vẫn là loài đặc biệt nhã nhặn. Tóm lại Tưởng Thừa vẫn là nghe được, hơn nữa nghe rất rõ. Cậu ngây ngẩn cả người. Lần này không thể so sánh với một cái ha. Tưởng Thừa chưa từng nghe Cố Miếu gọi tên ai. Giọng của cô bé cũng là mấy tháng trước mới nghe được. Hiện tại bỗng nhiên nghe được một tiếng như thế, cả người cậu đều ngẩn ra tại chỗ. Cậu cũng ngẩn người, còn có Cố Phi. Cố Phi nhìn Cố Miếu, mở miệng không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Tưởng Thừa hồi thần trước, dường như là nửa hô hào. Đây 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 đây, Thừa ca ở đây. Nhị Miếu, Thừa ca ở đây. Cố Miếu không lên tiếng nữa, yên lặng nhìn cậu. Nhị Miếu. Cố Phi rốt cuộc lên tiếng. Em xem Thừa ca ở đây, khi em nhớ cậu ấy dùng điện thoại có thể tìm thấy cậu ấy, đúng không? Cố Miếu nhíu mày, dường như đang suy nghĩ quá trình dùng điện thoại để gặp Thừa ca. Suy tư 2 phút mới nhẹ gật đầu. Lần sau khi nhớ Thừa ca, em phải nói anh hai nghe. Cố Phi nói, không được hét thế này, anh hai đã nói với em rồi, không được hét, nhớ kỹ chưa? Cố Miếu gật gật đầu. Xin lỗi cô đi, Em vừa rồi làm người ta sợ rồi kìa. Cố Phi chỉ cô nhân viên tàu lửa phía sau lưng. Cố Miếu lại nhìn thoáng qua bên màn hình, xoay người cúi mình với nhân viên tàu lửa. Ai, không có gì. Nhân viên tàu lửa nói, thật ngoan, cô không sao. Video call với Cố Miếu trong chốc lát, cô bé không tiếp tục mở miệng nói chuyện, nhưng cảm xúc đã chậm rãi rồi bình tĩnh lại. Tôi dẫn con bé về toa xe trước, cô Phi nói, lát nữa gọi là cho cậu. Được, Tưởng Thừa gật đầu. Cúp máy xong, cậu đứng ở ven đường sững sốt một hồi mới tiếp tục trở về trường học. Vừa đi vào cổng trường, Cố Phi đã gọi điện tới. Alo, Tưởng Thừa cấp tốc bắt máy. Thừa ca, giọng Cố Phi mang theo hưng phấn. Thế nào, tốt chưa? Tưởng Thừa cũng không nhịn được, bắt đầu hưng phấn. Ngủ rồi, 2 ngày nay vốn là mệt mỏi, hét xong một trận càng mệt hơn. Cố Phi cười nói, đang ngủ rồi. Con bé gọi tôi, nghe thấy không? Tưởng Thừa nhảy một chút. Con bé gọi tôi, Thừa ca. Nghe rồi, nghe rồi. Cố Phi nhỏ giọng hô hào, nghe vô cùng rõ ràng. Con bé gọi tôi phải không? Tưởng Thừa ngẫm lại vẫn nhanh chóng hỏi, không phải gọi con mèo chứ? Không phải, không phải. Cố Phi liên tiếp nói, là gọi cậu, là cậu đó. Cậu hát đi. Tưởng Thừa cười lên, tôi cũng thực sự có chút muốn hát đây. Cố Phi nói, con bé sẽ không ở tình huống có người thứ ba nói chuyện. Đã lớn như vậy rồi, lần thứ nhất, đằng sau còn có nhân viên tàu lửa, con bé lại gọi cậu. Tưởng Thừa cười đến không ngừng được. Ừ, gọi tôi. Con bé chủ yếu là lên xe rồi mới hoàn thành là Thừa ca không còn ở bên cạnh. Cố Phi nói, xe vừa mở cửa con bé liền căng thẳng, quay khắp nơi muốn tìm cậu. Ừ, Tưởng Thừa lập tức lại có chút đau lòng, nhưng ngẫm lại lại muốn cười. Này, giọng con bé thật là hay, hay hơn lúc nói ha. Không phải, Cố Phi cười ha. Ha, Tưởng Thừa đáp. Ha, Cố Phi lại nhỏ giọng hô. Hai người cứ tiếp tục như vậy. Tưởng Thừa ngồi xuống băng ghế đá ở ven đường. Cậu có phải điên rồi không? Lát nữa tôi còn phải nói một chút với Hứa Hành Chi. Cố Phi nói, à, anh ta hình như có chuyện gì đó, trễ chút nữa đi. Tối nay tôi hồi báo với anh ta một chút. Đây coi như là tiến bộ lớn đi. Tưởng Thừa hỏi, không biết, Cố Phi nói, nhưng đối với tôi mà nói là tiến bộ cực lớn. Ừ, cậu nhớ kỹ sau này trở về không có gì vẫn phải nói chuyện nhiều với con bé. Hứa Hành Chi không phải đã dặn vậy sao? Tưởng Thừa vừa nói, kích thích ngôn ngữ con bé có thể để con bé thường xuyên suy nghĩ đó. Được, Cố Phi suy nghĩ. Thừa ca, cậu liệt kê đơn sách những sách tâm lý học trước đây cậu đọc cho tôi đi. Cậu muốn đọc hả? Tưởng Thừa nói, cậu làm gì có thời gian, lên lớp ôn tập, chụp ảnh chăm sóc Cố Miếu, lấy đâu ra thời gian đọc sách. Vậy cậu lấy đâu ra thời gian đọc vậy? Cố Phi cũng cười, tôi không cần chăm sóc Cố Miếu mà. Tưởng Thừa nói, Cố Miếu 8 giờ là đi ngủ rồi. Cố Phi nói, Cố Phi, đừng quá vất vả. Tưởng Thừa nhíu mày, như thế thật rất mệt mỏi đúng không? Cố Phi tiếp lời cậu, cậu rõ ràng nhất mà. Tưởng Thừa không nói chuyện. Cậu sẽ đau lòng vì tôi sao? Cố Phi hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là đau lòng rồi. Tưởng Thừa nói, vậy thì đau lòng một chút đi. Cố Phi cười, để cho cậu biết lúc tôi nhìn cậu liều mạng như vậy là đau lòng biết bao.